Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022. Chiều nay, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long tổ chức tọa đàm với chủ đề Vai trò của báo chí trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh đã trình bày nhiều tham luận, thảo luận, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Trong đó khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là công tác quan trọng, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và của mỗi nhà báo. Các nhà báo cũng đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong nước, trong đi trước đón đầu trên cơ sở cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng định hướng của các cơ quan chức năng. Từng cơ quan báo chí cần phải thực hiện tốt, tôn chỉ, mục đích, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ để tạo sự thống nhất, đồng bộ, tạo nên sức mạnh, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền. Các nhà báo cũng kiến nghị cơ quan chức năng cần kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho báo chí để đấu tranh, phản bác, đẩy lùi những thông tin xấu độc tiêu cực, tăng cường đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ phóng viên nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.